Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tuấn Mập TV ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay mình quay cho cả nhà xem đàn cuốn của mình nuôi đùa ha. Lấy cái kéo theo lắc cắt mấy cái rễ là hết. Cho con cá ăn trùng khô luôn nè.
chơi. Đó, vỗ bộ xin cây đó chứ lấy cây nhỏ thôi, không lấy cây bự á. Chạy rau, chạy nhỏ xin hết trời. Lấy nguyên tùng nghệ đó đi theo. Cái bầu cây nó trồng như thế luôn. Thank you.
trời có thù rồi cả nhà ơi. Mưa nữa rồi. Trời u ám rồi cả nhà. Thôi xin dừng video ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì bây giờ là mới 4 giờ à. Chưa được 5 giờ nữa. Mà thời tiết giờ sáng nắng chiều mưa. Đó, nên là đằng cuốn tối ngày trong nhà mà mưa gió lạnh dọn không có ra ngoài sân. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ ha. Thì cả nhà xem chia sẻ bấm một like với cô anh chị gần xa. Ai có khả năng thì giúp đỡ cho đàn cún của mình có cơm no mà cả nhà. Thôi xin chào.